Hay. Muốn bật lên tôm phải uốn cong mình, nằm trên đĩa vẫn khom lưng tội nghiệp. Cái vỏ đầu rồng bóc đi là hết, trơ tấm thân toàn thịt, chẳng mảy may có một chút lòng. Sống thì màu đen, chết lại màu hồng, sao đổi thay nhanh thế? Hả cái thằng tôm? Ăn cũng đáng nhá. Nhưng mà ăn phải tiết kiệm thôi. Mặn này bỏ nhạt khi xưa, nắng này cho bỏ lúc mưa trên đường để dành. Ô, thằng ăn thằng xỉu đâu? Xỉu ớt. Ăn xỉu đâu? Dạ. Mang cả hai cái dạ ra đây. Dạ vâng. Ông cho gọi con ạ. Dạ, ông cho gọi con ạ. Hai thằng chúng mày làm cái gì mà tao mất mặt từ sáng vậy đấy? Dạ, dạ thưa ông, con cho lợn ăn. Xong rồi lợn ăn xong thì con thấy lợn nó buồn ngủ, thế là con cũng đi ngủ ạ. Thế con thằng này? À dạ, thưa ông là con quấy cám cho lợn ở dưới bếp ạ. Ừ. Mày đang quấy cám. Dạ. Thế thằng này lấy cám đâu mà cho lợn ăn? Dạ, thưa ông là con phải cho lợn ăn xong rồi thì mình có nồi cho thằng này nó nấu cám chứ ạ. Dạ đúng ạ. Thế ông đưa chúng mày về đây, ông nuôi nấng chúng mày rồi trả công cho chúng mày, để rồi chúng mày để quan tâm đến lợn. À, ông vừa ăn xong rồi. Ok, nhưng mà cám lợn con đã quấy xong đâu. Ôi, cái thằng này mày nói thế hóa mày bảo là lợn à? À, không, dạ không, ý con không phải vậy ạ. Dạ. Ừ. Bây giờ ông ăn xong rồi. Dạ. Dọn dẹp, một thằng này đi rửa bát. Dạ. Một thằng này cất những cái này cho thật kỹ. Dạ. Ngày xưa có câu là chó treo, mèo đậy. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Cho nên phải cẩn thận. Đúng rồi, chó với mèo nó ăn mất một con tôm nào của ông là chúng mày chết đọt rồi. Thôi, bê đi. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, ông cứ vào nghỉ đi, con dọn cho ạ. Ừ. Dạ. Mày đỡ ông dậy, ông say rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Ê, ui dồi, cái gì đấy? Thơm nhỉ? Hả? Mà, từ từ ạ. Nãy ông vừa bảo mày là chó hay tao là mèo nhỉ? Thì tao thấy ông nhìn vào mày, ông bảo là chó treo, thì tức là mày là chó. Còn mèo đậy, ông nhìn vào tao, thì tao là mèo. Đúng rồi, đồ con mèo. Đồ con chó, đồ con mèo, đồ con chó, đồ con mèo, đồ con chó. Anh em mình cứ như chó với mèo nhỉ. Dọn đi. Người rồi chó còn xuống cho lợn ăn. Mèo quấy cám. Chó ơi. Gì vậy mèo? Con sen đâu? Dạ, dạ con đây ạ. Dọn cơm cho ông ăn nào. Ôi à, ông đói run hết cả chân tay này. Con mời ông ăn cơm ạ. Ừ. Này, buộc cái giải cho nó kỹ kỹ vào, không thì cái thời buổi thóc cao gạo kém vớ vẩn thế mất trộm. Con chờ mãi, chả có thằng trộm nào không ạ? Cái gì? Không phải nẻo mồm. Đến lúc mắt trộm rồi mày lại đổ cho ông ấy. Thôi, xuống bếp đun ấm nước rồi pha trà cho ông nhá. Vâng ạ. Thôi rồi. Sao cả cái niêu tôm mà nó vãn hết cả thế này? Nghỉ lắm. Thôi được rồi.
ngất là xỉu đâu rồi? Ngất xỉu đâu? Dạ. Mang cái giả vào đây. Dạ. Dạ. Ông cho gọi con ạ. Ừ. Ông cho gọi con ạ. Vào chuẩn bị đồ đạc. Dạ. Ông đưa ra thầy lang mà chữa bệnh. Ừ. Ông ơi, con bọn con có bị sao đâu ạ? Vâng, bụng dạ con bình thường ạ. Bụng dạ con bình thường. Chúng mày hỏng hết mũi cho còn gì? Ừ. Đúng không? Đâu. Đâu. Vẫn thở bình thường không? Mũi con vẫn ngửi bình thường mà. Ôi, cái nhà thối như thế này mà không ngửi thấy gì à? Ừ. Ngửi thấy gì không? Mày đánh hơi à? Ừ. Có mày vừa trung tiện ấy. Ừ. Con có ngửi thấy gì đâu nhỉ? Dạ thưa ông, thằng chó này còn không ngửi thấy thì làm sao mà con thấy được ạ? À? Dạ là thế này. Dạ. Cái niêu tôm của ông ấy. Dạ. Ông cho bả vào để đánh chuột. Ừ, chắc là con chuột nó chết. Và từ sáng giờ không thấy con mèo đâu. Khả năng là con mèo nó ăn một con chuột. Để mang con mèo ở đây để ông cho nó thuốc giải ấy. Ông nói là ông đánh bả vào con tôm. Ừ. Con chuột nó ăn con tôm. Ừ. Nó chết thối cả nhà. Ừ. Ông ơi. Ông lo con mèo ấy. Thế là ông cho bả vào tôm rồi ạ. Ừ, thế ôi trời ơi ông ơi, con xin ông, con cắn răng vẫn có lại ông ạ, ông cứu con với. Ông ơi, cái thuốc giải cho con mèo đấy thì nó có tác dụng cho con chó này không ạ? Ừ, thì chó mèo nó giống nhau cả. Ông ơi, con xin ông cho con thuốc với ạ. Dạ, chẳng là thế này ạ, con có lỡ ăn vụng của ông con tôm ạ. Ăn một con à? Dạ vâng ạ, ông cho con một viên. Ừ, thôi, một con thì chỉ cần một viên là được. Dạ vâng ạ. Ông ơi, thằng chó này chết đến đít rồi mà nó vẫn còn ngoan cố ông ạ. Sao? Mày ăn mấy con mày nhớ lại đi. Này, một con là một viên. Không ông ơi, thế thì thật ra là con có ăn hai con ạ. Hai viên gì? Dạ, không có gì hai viên ạ. Rồi để ông lấy thuốc. Ông ơi. Hai. Ông ơi. Thế con thằng này có ăn được không? Ông cứu con chó rồi thì ông cứu nốt con mèo đi ạ. Thế con mèo này một viên phải không? Dạ, con xin ông một viên? Một vốc ạ. Hả? Ừ. Mẹ gì mà ăn lắm thế? Hả? Úi dồi ôi. Tôm ngon quá ạ. Ông ơi, tóm lại là cả hai thằng ăn vụng của ông đúng không? Dạ vâng ạ, con lỡ mồm ạ. Dạ, con xin ông cứu con ạ. Bây giờ ông nói thế này. Thực sự là không có bà biết gì đâu. Nhá. Hả? Ông bịa ra cái chuyện này để rồi là cháy nhà mới lòi cái mặt chuột của mày ra. Nhá. Dạ ông ơi. Con xe đâu rồi? Cầm cái gậy cho ông. Hai thằng, nằm xuống đây. Ông tha cho con ạ. À, thằng ngất thằng xỉu đâu rồi? Dạ. Vào đây. Ông ạ. Làm gì mà được phải lom khom. Ôi giời. Ông đánh có đau không? Dạ đau quá. Đau lắm ạ. Đau thì bằng sau có chừa không? Dạ có. Con nhớ suốt đời ạ. Ừ, thế được rồi. Bây giờ ông bảo thế này. Dạ. Mùa gặt thì đến rồi. Dạ vâng. Mà chúng mày thì rất lười. Ôi ông ơi, ông lười là lười. Bọn con này làm việc quần quật suốt ngày. Dạ vâng ạ. Bây giờ con... ông lại bảo chúng con đi gặt nữa thì còn thời gian đâu mà dọn dẹp nhà cửa rồi chăm lợn, chăm gà, bao nhiêu thứ việc từ đầu tắt mặt tối ông con cha thương chúng con. Nồi cám này đống lợn ở dưới nhà là hết cả ngày rồi ông ạ. Ừ. Được rồi. Dạ. Chính vì thế là ông gọi chúng mày lên đây. Dạ. Để ông nói là ông đã thuê người khác thay chúng mày rồi. Ôi ông ơi, ông đừng đuổi bọn con nhé. Ôi, bọn con theo ông mấy năm nay rồi, ông đuổi bọn con. Dạ, thưa ông là ông mà đuổi bọn con ấy thì là con rất yêu đàn lợn nhà ông. Dạ. Đàn lợn nhà ông nó coi như anh em. Bây giờ mà ông đuổi con cái là đàn lợn nó ốm ngay ông ạ. Vâng, mà lợn nhà ông là chỉ ăn được cái cám của con nấu thôi ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ. Nếu không... mà người khác nấu thì đảm bảo là con lợn ấy chê cám ngay ông ạ. Dạ, dạ vâng. Ông nói đã hết đâu. Dạ. Ông biết là chúng mày không đi gặt được cho nên ông thuê người khác gặt thay chúng mày. Ôi dạ vâng đúng ạ. Dạ, ông phải thuê người gặt thì mới nhanh được ông ạ. Dạ. Nhưng mà bây giờ có một cái điều thế này, thợ gặt họ ăn rất là khỏe. Dạ vâng. Ừ. Mà lại lúc nào cũng đòi ăn ngon nữa. Dạ vâng. Bây giờ ông giao nhiệm vụ cho chúng mày phải nghĩ cách thế nào nhá. Lo ăn uống cho thợ gặt làm sao phải ngon, bổ mà lại phải rẻ.
ngon, ngon bổ rẻ đấy. Vâng, nhá. Bọn con làm được ạ. Dạ vâng. Miễn là ông cứ cho tiền ạ. Dạ vâng, ông cho tiền bọn con đi chợ. Đây. Cầm 2 trinh để cho 10 người ăn lo làm sao trong một tuần. Ôi giời. Ông ơi, 10 người ăn, 10 thợ gặt làm việc trong một tuần. Ông đưa có 2 trinh này thì dụ bọn con biết mua cái gì cho người ta ăn ạ? À? Đấy là việc của chúng mày. Nếu ta không chịu lao động chân tay thì phải chịu lao động đầu óc đi, phải nghĩ cách nhá. Nhớ là ngon bổ mà phải là rẻ nhá. Thế dạ. Ông ơi, bài toán này khó quá. Chó ơi, mày nghĩ đi. Biết mua cái gì nhỉ? Này đang ngồi. Nha. Để yên nào. Con mèo này để yên nó chợp mắt ra. Thằng chó này. Mày bảo ai là chó đấy? Mày bảo ai là mèo? Sao ông không ở nhà, không ở ra đây làm gì? Tao giao việc cho chúng mày để mày đi làm. Lo công việc thôi, mày ra đây mà chúng mày ngủ ở đây đấy à? Dạ thưa ông, là ông giao việc của chúng con thì chúng con lo đến đầu đến đuôi rồi chứ ạ. Dạ vâng ạ. Ông giao cho con một cái việc khó như là gần như là lên trời ấy thì bọn con phải vắt óc ra suy nghĩ. Thế mà cũng nghĩ ra rồi chứ ông ạ. Mày lười thì mày phải vắt óc là đúng rồi cái gì đó. Nhưng mà vắt được óc ra thì mệt nên là phải ngủ. Dạ vâng ạ. Tóm lại là vắt óc nó ra cái gì rồi? Ông ơi, ông đưa cho bọn con 2 hào nhá. Đúng rồi. Con cả thằng chó này vắt hết cả óc ra mới nghĩ được ra việc ấy. Việc bây giờ thế nào rồi? Ông ơi, cực kỳ ấy luôn. Cực kỳ hay luôn. Này, có đủ 10 người ăn trong một tuần không? Ôi trời ơi. Con thưa với ông này, không những một tuần mà khéo cả năm cũng được. Ông ơi, nếu mà theo sự tính toán chi li của ông nhá, thì phải ăn cả vụ gặt năm sau. Vâng ạ. Ông biết con mua cái gì không? Mua cái gì? Ông ơi, chúng con mua muối với vừng. Chúng con trộn vào là 10 phần muối, 1 phần vừng. Ông thấy có được không? Mà trộn như thế nhá, 1 phần vừng, 10 phần muối thì đội gặt của ông ấy có mà ăn đến mùa gặt năm sau không ạ? Rồi. Công nhận rồi đấy. Chó với mèo ấy, thế nhưng mà phải nói là giỏi. Chúng mày cứ sống với ông như thế này là chó với mèo là ông sẽ hết nghèo. Thế bây giờ mang về thôi. Thôi, bây giờ cũng hơi ngớt ngớt mưa rồi nhỉ. Ông ơi. Hàng này vào muối nặng lắm. Dạ vâng. Mà con thì đít vẫn còn đau. Ông ơi, bây giờ vác về. Khéo là như thế này. Bây giờ ông bắt 2 anh em con vác 2 cái bao tải muối này về là coi như là chúng con sụn lưng. Sụn lưng là coi như là chúng con sẽ nằm liệt giường. Mà nằm liệt giường là ông sẽ lại phải thuốc thang cho bọn con, tốn tiền ra. Đúng không ạ? Mất cả một đống ra. Mà ông ơi, bọn con ốm thì không sao nhá. Vâng. Nhưng mà bọn con mà ốm như là thằng chó này, nó không quấy cái cám cho lợn được. Lợn nó ốm là ông còn chết nữa. Đúng rồi ạ. Mà con không có cám thì thằng này làm gì có cái gì cho lợn nó ăn. Đúng không ông? Thế bây giờ phải làm thế nào? Ông ơi, bọn con sẽ giấu 2 cái bao tải muối này ở một nơi kín đáo. Đúng rồi. Không ai biết được. Đúng. Xong rồi sáng mai, tờ mờ sáng sớm mai. Đúng rồi, tờ mờ sáng sớm, thằng chó với con này sẽ kéo xe bò ra. Vâng. Vác muối về. Xong rồi là nấu cỗ luôn. Ông thấy có đúng không? Được ạ.
có được không? Nghe cũng hợp lý đấy. Vâng. Thế nhưng mà cái quan trọng là giấu ở chỗ nào. Ui, dạ vâng. Mà nhớ phải giấu cho thật kỹ nhá. Dạ vâng. Giấu thế nào mà để cho không ai người ta có thể phát hiện ra được. Dạ vâng. Ông yên tâm. Không mất cái này là chúng mày chết đòn. Ông yên tâm, bọn con mà giấu thì chả có ma nào nhìn thấy. Ông phải tin rằng thằng chó với thằng mèo như là hai thằng cực kỳ thông minh luôn. Vâng. Ừ. Giấu đi. Dạ vâng. Ông cứ về trước đi. Nhớ mất là đừng có trách nhá. Dạ vâng. Ông cứ về đi. Bọn con sẽ tìm chỗ giấu thôi. Xong về luôn đấy. Dạ vâng, vâng ạ. Ông về rồi. Chó ơi. Ôi. Hay ngủ tiếp hay là về? Thôi. Về đi. Ông vừa giục đấy. Thế thì cứ theo lời ông dặn mà làm nhá. Vẫn như thế à? Đi thôi. Ui giời ơi. Ui. Ôi trời ơi, mệt quá mày ạ. Này, tao kéo, tao còn chả kêu mệt. Cố lên. Ông là ông phải công nhận là cái thằng này làm thân trâu bò được. Dạ. Nó kéo tốt đấy. Dạ. Ông công nhận là con kéo nó không sóc đúng không? Này, mày giấu có kỹ chưa? Ôi dồi ôi, ông yên tâm, con với nó phải chọn mãi mới được chỗ này đấy. Giấu chỗ này nhá, đảm bảo cả cái làng này đi tìm còn chả thấy nhá. Ông ơi, cực kỳ hiểm hóc, ông ra có chỉ cho. Tốt rồi. Ra đây, ra đây. Thế là ông yên tâm quá. Mất của ông là mà chết đòn. Đấy. Mất thế nào được. Con giấu kín lắm ông ạ. Ông dặn là gì? Phải chỗ nào kín mà không ai có thể nhìn thấy được. Đúng rồi. Rồi, theo con tưởng. Ở đây, hả? Sao khoáng mãi không thấy nhỉ? Đây chỗ nào? Mày chả nhớ vị trí gì cả. Đâu nhỉ? Đây rồi. Ôi trời. Đây rồi ông ơi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi ông ơi. Đâu? Đây. Muối. Vâng. Mà mày giấu xuống dưới ao thế này. Vâng. Vâng. Mày xem nó còn hạt nào không? Ô. Thì ông chả dặn con là phải giấu chỗ thật kín mà không ai có thể nhìn thấy. Đúng rồi. Không ai tìm thấy con gì. Ôi trời ơi. Hai thằng chúng mày giết ông đi còn hơn rồi. Sao ạ? Thế bây giờ muối nó đâu hết rồi? Ôi trời. Ông ơi. Sao muối đâu hết nhỉ? Nó chảy hết rồi ông ơi. Ôi trời, mày giết ông rồi. Ông xem nào mà trời ơi, khổ thân ông. Ông ơi. Ông ơi, nhưng mà bây giờ bọn con nhậu lên, bọn con được cái gì ạ? Ôi trời. Được cái gì? Mày muốn cái gì? Ông sẽ cho mày mỗi đứa một con cá. Cái gì? Cho hai thằng hai con cá hả? Ông sẽ cho con không cứu được, không được. Con không cứu được. Thả ra đây. Thế sao? Thế sao không? Đi cho mỗi thằng hai con. Ông hứa nhá. Mỗi thằng hai con nhá. Ông hứa nhá. Nào. 2, 3. Ôi trời. Sống rồi. Ôi trời. Muối hay là muối ơi. Cá ơi là cá ơi. Ông ơi. Ông lên trên này đi. Ông. Nào. Ông đưa gì? Gì ông lên nào. Ôi trời. Thế chứ đấy. Sao ông đi đứng kiểu gì thế? Ôi ông ơi. Ôi. Cá ơi. Ông ơi. Con nói thật với ông như này. Mạng người là quan trọng ông ạ. Vâng. Nhưng mà con thấy ông chết đến nơi rồi mà ông vẫn còn kiệt sĩ. Ông vẫn còn tính toán đến con cá một. Ông ơi, thật ra là hai anh em con là chỉ thử ông thôi. Chứ bọn con cần gì cá. Quan trọng ấy là bọn con muốn là ông bỏ cái tính kiệt sĩ đi ông ạ. Nhá. Ông mà chết rồi thì
Tiền này để cho ai? Vâng. Của cũng để cho ai? Vâng. Từ nay ông sẽ bớt kiệt gì? Dạ vâng. Ông về nhà đi nhá, ông về tắm rửa đi nhá. Ông về đi để con vớt nốt chỗ muối này cho nhá. Này, lúc tao nhìn lão ngụp xuống nước này, tao hơi lo đấy. Nhưng mà qua vụ này nhá, mình dạy cho lão một bài học nhớ đời luôn. Mà bỏ luôn cái thói kiệt sỉ. Thế là đời sống anh em mình lại đi lên đúng không? Tao đảm bảo là từ giờ trở đi, lão sẽ đối xử tốt với kẻ ăn người ở đây. Anh em mình sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn. Công nhận là kế của mày hay đấy. Nghe người thông minh như mày thế. Mèo ơi, mèo ơi. Ơi. Thế tiền mua muối đâu? Chó cứ bình tĩnh. Phần của chó đây. Phần của mèo đây. Chúng mày vừa nói xấu gì không? Dạ không, 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 không ạ. Không ạ. Đã thế thì ông lại tiếp tục kia. Hai thằng đâu rồi? Ấy, ông gọi anh ấy. Ông gọi mày. Ông gọi anh. Ông gọi mày, từ sáng giờ mày đã làm cái gì đâu? Em thông minh, em làm toàn việc lớn như là quét sân này, nhặt lá này. Anh ấy. Tao á? Tao thông minh, tao là anh cả. Tao làm bao nhiêu việc lớn từ sáng đến giờ, tao nhớ làm sao kịp được. Trời. Thằng ấp, thằng xìu đó. Đấy, ông gọi cả hai kìa. Dạ, cháu đây ạ. Vào, vào đây ông Bảo. Dạ. Hai thằng phải nhớ, mà chúng mày là những người thông minh. Dạ. Hôm nay là ngày giỗ. Ngày giỗ. Trong mâm cơm thì phải có nước mắm, muối. Vì thế, hai thằng đi mua cho ông. Dạ. Dạ. Ơ kìa, sao còn đứng đấy? Ai đi ạ? Ôi giời ơi, có hai thằng cháu thông minh mà thằng nào đi mà chả được. Đấy, ông bảo mày đi. Ông bảo anh ý. Khổ quá, ông nhìn vào mắt anh, ông bảo mày đi. Ông nhìn vào mắt em, ông bảo anh đi. Ông ơi. Ông, con là anh lớn, con làm việc lớn. Còn cái việc mua mắm mua muối nó là việc nhỏ. Để cho thằng xỉu nó nhỏ, nó đi mua, ông nhỉ? Mày nói cũng đúng, thằng nhỏ làm việc nhỏ. Đấy. Ông ơi. Anh ất anh đi mua quen rồi, ông để anh đi mua đi, chứ còn con thông minh này đi mua mắm hay mua muối nó phí ra. Cái thằng nhỏ này nói cũng đúng. Thế thằng ất đi mua đi. Đấy, anh đi mua đi. Mày, anh ấy. Ông ơi. Gì đấy á? Ông, con này đi mua thì nó quen rồi, nó được thôi. Nhưng con thử hỏi ông nhá, sau này nếu như ông cần việc gì, nếu như cháu không ở nhà thì làm sao mà nó biết chỗ mà mua, đúng không ông? Thằng ấy nói cũng đúng. Ông ơi, không phải thế đâu. Anh biết chỗ thì anh ấy mua được cái mắm ngon. Thế bây giờ con ra con mua linh tinh về cúng bằng tiếng. Chỉ có một hàng mắm thôi, nhá. Thế mày anh ra... anh đi mua đi. Mày đi mua đi, anh đúng hàng mua... mắm đấy. À, ông bảo anh ấy. Ông bảo mày ấy. Trời ơi, có thế mà cũng cãi nhau. Thế cả hai thằng cùng đi. Không, ông cho mỗi thằng một gậy bây giờ. Dạ, cả hai thằng cùng đi. Gia đình nhà mình thông minh thật. Đi. Ông ơi. Ôi giời, cái gì nó thế? Dạ, ông ơi, ông cho con hỏi. Này, tao định hỏi cái gì nhỉ? Thế em hỏi ông. Ông ơi. Cái gì? Anh ất định hỏi ông cái gì nhỉ? Cái gì là cái gì? À, con nhớ ra rồi. Ông ơi, đi mua thì phải có tiền. Tiền ở đâu ạ? Thằng này thông minh, thông minh á. Đây, tiền đây. Ông đưa cho các con nào. Nhớ mắm và muối nhá. Dạ, dạ vâng. Con xin phép ạ. Đi. Ông ơi. Ôi giời ơi. Sao ông, cứ ông sốt thế? Ông cho con hỏi. Là đi mua thì đựng bằng cái gì ạ? Đựng mà cũng không biết à? Trong nhà có hai người, một người đàn bà và một người đàn ông. Thì
phải hai cái bát chứ còn sao nữa. À vâng ạ. Ông bảo anh xuống lấy bát. Ông bảo mày đi lấy bát đi. Ông bảo anh đi lấy bát đi. Ông bảo mày lấy bát. Anh biết chỗ đi, lấy đi. Khổ quá cái mỗi cái việc lấy bát mà ông phải tranh giành lẫn nhau. Cứ thôi. Có mỗi cái bát thì mà hai đứa cứ cãi nhau mãi. Đi. Đi đi lấy bát và đi mua cho ông. Nhanh nhanh. Vâng. Cả hai thằng cùng đi. Ông cả nhờ. Hai thằng cùng đi. Thích chưa? Ông ơi, cái gì đấy? Ông ơi, gì? Ông cho cháu hỏi là bát nào mua mắm, bát nào mua muối. Thằng này thông minh. Chẳng lẽ mắm với muối thì trộn lẫn lộn vào nhau à? Dạ vâng. Đúng ạ, cháu bảo bát này mua mắm này, bát này mua muối này. Nhưng anh ấy lại bảo là bát này mua muối, bát này mua mắm này. Ông ơi, cháu bảo bát này mua mắm to hơn, bát này mua muối bé hơn. Nó lại cứ cãi cháu. Đâu bát này mua muối, bát này mua mắm. Bát này mua mắm, bát này mua muối. Bát này muối. Có tí mắm muối mà chúng mày làm tao hại hết cả não rồi đây này. Được đây. Cả nhà thông minh, tao sẽ bày cho chúng mày một cách. Dạ. Bỏ bát đây. Này của con. Con đấy cứ thế mà mua nhé. Dạ vâng ạ. Dạ. Khoai hai cái thằng này có tí mắm tí muối mà giờ vẫn chưa về. Ông ơi, hai thằng. Ông ơi. Ừ. Thế nào rồi con? Thế nào? Mắm đâu? Muối đâu? Ông ơi. Gì? Đây là chữ gì ạ? Chữ mờ. Ông ơi. Thế đây là chữ gì ạ? Cũng là chữ mờ chứ còn gì nữa. Ông cho con hỏi. Bát này là mờ mắm hay là mờ muối ạ? Mắm. Đây chết chưa? Ai ơi. Thế ông ơi, bảo mày. Thế đây là mờ mắm hay mờ muối ạ? À? Muối. Thì đây, đây. Ê, rồi. Ừ. Hai cái thằng này. Nó bảo mày mắm ấy. Cho mày đấm đâu đấy. Thì, ông mà, ơi, cái gì? Con bảo bát của con, ông với chữ mờ là mờ mắm. Rồi. Nó lại cứ cãi là mờ muối. Nó không tin con đấm nó phát. Đấy, bát của con mờ là mờ muối. Anh ấy cứ bảo là mờ mắm. Thế con phải đấm lại thôi. Nhưng mà sao mày đấm đâu đấy? Thì anh cứ đấm đâu hơn. Thôi nói tóm lại. Bát tao là mờ mắm. Bát em là mờ muối. Chả mắm chả muối có gì nè. Đây là muối, đây là mắm. Thôi, thông minh quá. Hóa thần kinh rồi đấy. Thôi, ông ơi để con với nó đi mua. Ông nhá. Ừ, đi đi. Ê, từ từ. Cái gì? Ông cho con hỏi lần cuối. Ông thì ơi, đồng nào mua mắm, đồng nào mua muối ạ? Úi dồi. Hại não với hai thằng này thế. Thôi được rồi, đưa tiền đưa bát đây. Để ông tự đi mua. Dạ. Ông hỏi thế chỗ nào mua mắm, chỗ nào mua muối? Ông ơi, nhà mình thông minh nhỉ. Làm về mát quá ngủ quên. Mà đi làm đồng á? Vâng. Cuốc đồng bao nhiêu rồi? Sao cuốc mà sạch thế kia? Thì đi làm rồi gió mát quá thế là về. Về mát quá lại ngủ. Thế anh làm cái gì? Tao đi chặt củi. Chặt củi chưa được có một cành chứ. Dạo này củi ít lắm. Ít cũng mà anh lười thì có. Thì đi vào đi. Tao biết rồi. Mày trốn ở đây đúng không? Để đỡ phải nấu cơm chứ gì. Anh này cũng thông minh đấy. Tao thông minh hơn mày. Thế anh thông minh vào trước đấy. Mày vào trước đi. Anh lười sợ nấu cơm. Tao vì gì phải lười. Mà em bảo này. Em để ý rồi. Hôm nay là nhà có cỗ đấy. Không phải nấu cơm đâu. Hôm nay nhà có cỗ á? Không phải nấu cơm á? Không. Thế vào đi. Đi.
Ông ơi, ông nhà mình hôm nay có cỗ không? Ông ơi, ông ơi, thế có mắm muối không? Rồi. Ông ơi, ông cho con hỏi là nhà mình có cỗ thì là dỗ ai không? Cúng thổ công. Đấy, anh với Định Yên để cho ông cúng. Mời ông ạ. Này, là việc của ông chứ việc của anh à? Ô hay, cái thằng này, tao đang tập A, tao tưởng mày thông minh, hóa ra mày ngu hơn tao tưởng đấy. Này, ông ơi, con tập A là con tập cúng. Nhỡ đâu sau này một ngày ông quy tiên thì ai cúng ông? Con chứ ai ông nhỉ? Bởi vì con là con cả, tao là con cả, tao phải có trách nhiệm cúng ông, cho nên tao mới tập A. Thôi đi, nhưng mà A của anh không chuẩn. A đấy là có vẻ là A của ông đâu. Ông là này này. Ok. Hai đứa chúng mày thông minh lắm. Dạ vâng. Nhưng mà cái việc A ấy chưa đến lượt chúng mày nhé. Ông ơi. Ông. Ông cho con hỏi là không đến lượt chúng con thì đến lượt ai? Đi. Đến lượt ai ạ? À? Đến lượt bố chúng mày chứ còn ai? Ông ơi, ông ngộ nhỡ bố chúng con cũng quy tiên thì lúc ấy đến lượt ai ạ? Thưa, dạ ngày thông minh nhỉ? Vâng. Ông ơi, nếu như mà bố con cũng quy tiên thì chả đến lượt chúng con còn gì nhỉ? Hai thằng chúng mày thông minh đấy. Nhũ tít sư chúng mày. Dám rủa con ông chết à? Thằng này, quay mặt vào cột. Mày vừa rủa con ông chết đúng không? Mày rủa con ông chết có đúng không? Đã thế thì ông Cha mày đánh chết cha mày này. Con thằng kia. Dạ. Vào đây. Nhưng mà con làm có gì đâu? Cung úp mặt vào cột. Dạ. Vừa rồi mày muốn cúng thay ông có phải không? Dạ vâng ạ. Mày mong ông mày chết có phải không? Dạ. Mày, thằng bố mày không dạy được mày thì để ông mày dạy cho mày. Bố ông đánh chết thằng bố. Thằng bố. Thằng bố. Thằng bố. Mày nhá. Thằng cha mày. Thằng bố cho gọi con à? Dạ có việc gì ạ? Anh có dạy được con hay không? Dạ con vẫn dạy các cháu ạ. Một thằng thì rủa bố nó chết. Một thằng thì rủa ông nó chết. Đã thế thì ông cha con cứu con. Thằng bố. Thằng bố. Đau lắm ơi. Này, ông dừng ngay bàn tay tội ác lại nhá. Của đâu con sót? Hả? Ông đánh con như thế á? Này, ông là hay là bạo hành loạn ngôn đến nước này nhá. Tôi không nể tuổi tác đâu. Ông đánh con tôi chứ gì? Hả? Ông đánh con tôi. Tôi đánh con ông xem ông có sót không. Này này, chết cha mày đi này. 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 Được. Anh giỏi lắm. Anh thông minh lắm. Không làm gì? Anh dám đánh con tôi. Thì bây giờ tôi sẽ đánh bố anh. Tôi sẽ đánh bố. Đánh này, ông đánh. Đánh bố anh. Bố đánh bố. Đánh bố anh. Chịu em. Này. Ông dừng ngay tay nhá. Này, các con, dạ. Lão già này đánh bố của bố, hai đứa đứng dương mắt anh lên như thế à? Được rồi nhá, ông đánh bố của bố tôi, thế thì tôi sẽ đánh con của con ông, cho ông biết thế nào. Nào này, đánh mạnh nào, này này, đánh mạnh nào, nào này, này, mày dừng lại, mày tuổi gì? Tao là con cả này, ông nhá, ông dám đánh ông nội của tôi nhá, tôi sẽ đánh cháu nội ông cho biết tay. Thằng cha mày này, chết bố mày này, chết ông mày này, chết cháu mày này, ông mày này, cháu mày này, chết ông mày này. Thôi. Bố cứ thấy cái gì nó sai sai. Các con ạ, bố cũng thấy cái gì nó sai sai ấy. Sai cái gì ạ? Sai cái gì? Gia đình thông minh nhà mình. Ông đánh ông, bố đánh bố, con đánh con, cháu đánh cháu, hại não quá.
Ôi giời ôi. Sao tay hôm nay tự nhiên to thế? Vừa đi làm đồng cuốc đất về. Sao tự nhiên giọng lại ồm ồm thế? Phải gió. Hôm nay giọng nó bị mất tiếng. Rồi ôi, thương quá cơ. Thôi nào, ra đây cho người ta thơ một cái cho đỡ nhớ nào. Nhanh lên, không thể phát hiện ra là phiền đấy. Đứng lại. Con đang đứng đây bác. Đứng ra đây. Dạ. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Dạ. À, đánh mày cũng bao nhiêu lần rồi. Dạ. Nặng có, nhẹ có. Ấy vậy mà mày vẫn không buông tha cho con gái tao. Hay là mày bây giờ đến cái nước này mày bắt tao phải quỳ xuống để tao quỳ. Ôi, thôi bác. Con xin bác không phải quỳ đâu ạ. Bác ơi, con xin bác. Con với cả em nhà có tình cảm với nhau. Con cũng chỉ mong bác đồng ý cho chúng con qua lại. Con xin bác ạ. Này không có qua lại nhá. Dạ. Tao cấm luôn nhá. Mày thì đã có một đời vợ rồi. Mà con gái tao thì nó vừa mới lớn xong, trẻ người non dạ. Mày đừng có lừa nó. Dạ, bác ơi, con không có lừa đâu ạ. Bác ơi, bác yên tâm. Con hứa là con sẽ đem lại hạnh phúc cho em ý ạ. Phúc với cái gì? Dạ. Phúc với đức cái gì? Hả? À, này cùng là thằng đàn ông cả nhá. Nhưng mày phải hiểu. Tao không muốn mày đến với con gái tao nữa. Hiểu chưa? Mày mà vớ vẩn mày chết. Thầy ơi, thầy con xin thầy ạ. Chúng con yêu nhau thật lòng. Thầy cho chúng con lấy nhau đi ạ. Cầm mồm. Ôi giời ơi. Buông cái tay ra. Dạ vâng. Ôi giời, mày không biết là mày nói đi. Hàng xóm láng giềng mà người ta nghe thấy người ta phỉ nhổ mặt bố mày không? Hả? Ôi giời, thế là giời, con đây là con lớn mà không có con gì cả. Bác ơi, bác bình tĩnh ạ. À, thôi được rồi. Rời đã không chịu đất thì đất chịu rời vậy. Hôm vừa rồi tôi cũng đã đi xem thầy. Thầy có phán là cuộc hôn nhân này muốn hạnh phúc thì phải có con. Dạ vâng, thầy yên tâm ạ. Đấy, thầy nhìn sức bóc của con như thế này, kiểu gì hai đứa chúng con cũng sinh cho thầy quý tử để thầy bế á. Đúng rồi ạ. Không phải là con với con gái tôi, mà con riêng của cậu ấy. Sao lại con riêng? Nhưng mà thầy ơi, vợ cũ của con mất rồi ạ. Cái đấy tôi không cần biết, thầy đã phán rồi. Vợ cậu muốn được bù đắp. Chính vì thế cho nên cậu phải có một đứa con riêng nhá. Nếu không linh hồn của vợ cậu sẽ theo đuổi con gái tôi suốt cả cuộc đời. Ôi thầy ơi, nhưng mà con... Không nhưng giết thầy hết nhá. Mà thôi muộn rồi. Truyền thống gia đình nhà tôi ấy là không có thức khuya nhá. Thôi cậu đi về đi. Kẻo hàng xóm láng giềng mà nhìn thấy gia đình tôi mang tiếng đấy. Đi về. Nhưng mà thầy ơi. Cái con này đi vào trong nhà. Em vào nhà là phải chạy đi ngay nhá. Vào. Vâng ạ. Con xin phép thầy ạ. Đấy, chuyện là như vậy đấy. Chuyện gì? Tao vừa hồi tưởng lại cho mày đấy còn gì. Đúng lúc đấy tao lại nghĩ về vợ tao. Bỏ xuống đi. Toàn đùa những lúc không cần đùa. Xong những lúc cần đùa thì lại không đùa. Ta đang đùa mày đấy à? Rót rượu đi. Bảo không có dâu cứ vuốt mãi thế. Chuyện nhỏ. Sao có cách ấy? Sao lại chuyện nhỏ? Đàn ông gì đẻ kiểu gì? Đẻ bằng nách à? Ra rượu đi. Cái thằng này. Cách gì nhanh lên, nói tao nghe. Số ruột. Nào, cách gì? Nhanh lên. Uống rượu suông à? Khổ quá. Được rồi, mày cứ giúp tao việc này đi. Mồi để tao lo. Ông ơi. Ông, cái gì đấy? Cái thằng này. Cái thằng này. Cái thằng ấy.
đêm hôm mày gõ cửa mà nhà ông là thế nào hả? Ông ơi, con có chuyện rồi ạ. Chuyện gì? Chả là này ạ. Vợ con lại thích ăn trứng. Mà nhà con lại có mỗi con gà mái. Thế là con chót dại, con thịt nó mất rồi. Cho nên là bây giờ nó đuổi con ra khỏi nhà. Mày ngu nó vừa vừa thôi. Có mỗi con gà mái đẻ trứng cho vợ mày ăn. Bây giờ mày thịt lấy đâu ra trứng cho nó ăn? Mà nó chả đánh. Phải tao còn cho mày nát đòn ấy, nha. Nhưng mà con còn có con gà trống. Ông là người nhiều chữ. Ông giúp con làm cách nào con gà trống lại đẻ trứng để vợ con ăn ạ. Gà trống mà đẻ trứng, mày có bị điên không? À, ở trên cái thế gian này có cái thằng ngu nào mà lại không hiểu được là gà trống là không đẻ được hả? Đấy. 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 Cái gì đấy? Đấy. À. Chính thầy vừa nói là chỉ có đứa ngu mới không hiểu được rằng là gà trống không đẻ được trứng. Thế mà sao thầy lại bắt anh ấy đẻ à? Ôi, thế hóa ra tất cả chúng mày bày cái trò này ra để lừa ông à? Vâng. Ôi trời ơi, hại não quá. Đuôi nó phải như đuôi phượng, đuôi công như thế này. Đấy mới gọi là gà thế này nhá. Thân anh là gà trống hoa mơ, mải mê đạp mái bạc phơ cả đầu. Bạc đầu thì có sao đâu, sống không đạp mái sống lâu làm gì. À, con lại đâu rồi? Dạ. Mày cứ lở đở như chuột phải khói. Bảo sao thầy kén mãi cho mày mà vẫn không được thằng nào. Thầy này, con mời thầy xơi nước. Con là con thừa biết nhà mình là cảnh gà trống nuôi con. Đấy, bao nhiêu năm thầy nuôi con khôn lớn, rồi thầy tiết kiệm mấy con một cái cơ ngơi như thế này. Không kén rể cho mày để rồi lấy cái thằng vớ vẩn về rồi nó bán sạch của nhà thầy à? Nhưng mà năm nào thầy cũng kén. Thầy định để cho con ở với thầy đến già đấy à? Ồ, thà ở với thầy đến già còn hơn lấy cái thằng cha vơ chú váo. Hiểu chưa? Dạ vâng. Nó về nó bán sạch thầy với con ra đường ở à? Cho nó phải kén rể cho thật kỹ càng tốt. Đấy là quyền lợi của con đấy. Thầy lo là lo cho con, hiểu chưa? Con biết rồi. Đàn ông nó phải hùng dũng như cái con gà này của thầy chứ thầy không? Đấy, nào nó như đỏ chót như thế kia. Đuôi dài lê thê như là đuôi công đuôi phượng đấy. Đấy, nhìn thế này. Người đàn ông như thế này nhìn trông nó mới sướng cái mắt. Nó không đúng với sao mày còn cãi à? Đấy, phản ứng đấy. Có người xuất hiện rồi đấy. Ai hả thầy? Đấy. Rể đấy, có gì nữa. Đang vào đây để kén đấy. Đấy. Con đấp. Thầy ạ. Thầy nào? Dạ. Ở đây thì chỉ có hai thằng. Con thì không phải rồi. Thế đương nhiên là thằng còn lại. Này. Đừng mà nói sức láo nhá. Ok. Dạ, thưa thầy là con thấy bảo là nhà mình là kén rể đúng không ạ? Cho nên là con hôm nay qua đây xưng thầy trước cho nó quen mồm. Con nghe thằng Mõ nó giao mấy ngày nay rồi. Là con biết nhà mình có nhu cầu kén rể đúng không ạ? Dạ, hôm nay con sang đây ạ. Úi giời, này. Mày mang dây thừng đến đây để chói ai? Hả? À? Con chả chói ai cả. Không chói ai thế mày. À. Hay là mày định là nếu không kén rể được mày thắt cổ tự tử tại đây? Ngu gì con định chết em thầy. Thưa thầy, đây nó gọi là dây thừng nhá. Mà dây thừng nó là biểu tượng của cái gì thầy biết không? Của gì? Thì dây thừng nó là biểu tượng của súc vật chứ gì nữa. Nó chả hiểu cái gì cả. Ồ, quá súc vật tức là ví dụ như là trâu là bò. Thế con hỏi thầy nhá. Bây giờ trâu bò ấy mà nó không có dây thừng thì sinh ra cái cọc để làm cái rể, đúng không? Bắt đầu thấy thông minh ra rồi đấy. Thầy hiểu ý con chưa? À, được, ý con muốn gửi gắm với thầy là như thế này. Nhà con ấy
Trâu bò thì không thiếu, đầy đàn. Ui thế à? Đã. Thế còn cái liềm? Còn cái này. Úi dồi. Nhá. Này 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 này, này. Cậu hạ ngay cái liềm xuống nhá. Đây, người ta gọi là cái liềm quăng. Ý con muốn gửi gắm thầy là như thế này nhá. Là đất đai ruộng của nhà con ấy, nó là phải quăng bao nhiêu cái liềm này thì mới hết được. Mà một ngày là không phải quăng, mà phải quăng rất nhiều ngày thì mới hết được ruộng đất nhà con ấy. Ô thế à? Dạ vâng ạ. Ôi trời. Thế thì... Thế vừa ý thầy chưa? Ôi thầy quá vừa thì còn gì thế. Không phải là vừa nữa mà là gọi là rất vừa. Thế thì xem ngày là tháng tốt như nào thì rước dâu nhỉ? Thế đúng chứ còn gì thế. Chờ ngày lành tháng tốt là đến rước dâu luôn. Dâu nào? Dâu cạo hết rồi thì lấy cái gì mà rước? Có mà rước tóc à? Trời ơi, đi bỏ tức á. Chân dài tớ lại. Này đâu ra đấy? À, chào thầy. Thầy nào ngoài? Thì ở đây có mấy ba thằng. Thì không phải mày, không phải tao. Thì đương nhiên là thằng con Đại thôi. Này, ôi, thầy anh nói đừng bố láo nhá. Nó bảo thầy là thằng. Thì thầy bỏ quá cho thì mà vui quá. Thì đằng nào con trẻ là con rể của thầy. Rể. Này. Dạ. Bị Tân Nguyệt à? Dạ không, Tân Nguyệt. Thế sao cổ cứ rụt ra thế? À? Dạ, nó nặng quá, con đeo cái tay nải này nó nặng quá. Bỏ cái đeo ra đây. Cái tay, cái tay. Mày biết đây là cái gì không? Đây là dây thừng nó buộc mũi trâu. À được, tay khá. Thế mày biết đây là cái gì không? Liềm để cắt cỏ. Cái gì? Này, đây nó gọi là cái liềm quăng nhá. À, đây là cái liềm quăng. À, biểu tượng của ruộng đất, mày hiểu chưa? Ruộng đất người ta phải rau quăng nhưng mà liềm. Tao thích gọi là liềm đấy, làm sao? À, thế được rồi. Mày phải thấy không? Đây. Châu bò này, ruộng đất này. À, thế châu bò. Đầy nhà, đầy cửa đây, mày tuổi gì đến đây hả? À, cái xe cái này, đã báo cáo với tay ra. À, thời này là mấy đàn châu. Còn thỏi này nó là ruộng đất áo sầu cả mẹ. Còn những thỏi trong này là nó đủ thứ rượu chè. Rồi là nhà cửa các kiểu thì có mà ăn nến khi nào mới xong. Này, cái thỏi này ấy mà. Nó mà đánh đổi thì có khi là nó không phải là cái con rau quăng đất này đâu. Mà có khi nó đổi được cả cái nhà của cái thằng quăng đất ấy. Nè. Thôi. Cậu thông cảm nha. Dạ. À thầy vui quá. Thầy nhưng mà khổ quá, thầy vừa nói với con là thầy chọn con làm rể cơ mà. Nói là nói cho tôi nhưng đã chốt đâu. Ơ đùa thầy sẽ lật lọng thế nhỉ? Này, cậu bảo ai lật lọng đấy? À. Đã tốt đâu mà làm gì có dâu đâu mà rước. Mày nói ít rồi mày nói chậm đấy nhá. Cắn đòi rước dâu. Rìa còn chả có. Ơi được rồi. Con sang đừng ngồi với thầy. Con để với thầy. Chờ ngày lành tháng tốt là đến rước dâu bảo. Dạ con chào thầy ạ. Ai rước dâu và rước dâu ở đâu ạ? Thầy nào? Thầy nào mày? Này, mày không phải. Thằng này cũng không phải. Tao thì lại càng không. Đương nhiên là thằng... Dạ, thầy ạ. Mày bẻ được đấy nhỉ. Dạ. Giỏi đấy. Nhưng tóm lại đến đây để làm gì? Dạ thưa thầy là... Đương nhiên là đến kén rể rồi ạ. Đây có rể rồi. Thằng nô, việc của mày là thằng thứ bếp. Cái ngữ mày mà đòi kén rể á? Hả? Mày biết đây là cái gì không? Mày biết đây là cái gì không? Thế mày biết đây là cái gì không? Không cần phải nói. Xuống bếp. Thầy ơi, chỗ của con không phải dưới bếp. Chỗ của con ấy nó phải là cửa chính. Láo quá nhỉ. Mày là cái thằng nào mà đòi cửa chính hả? Mày có cái tài cán gì? Thế mày là con của ai? Mày là tao ấy là con ông cháu cha. Ủa rồi. Thế nên vì hành. Bố mẹ mày là ai? Bố con làm ruộng. Thế tao hỏi mày nhá, tao không phải là con của cha tao, không phải là cháu của ông tao, thế thì gọi là cái gì? Thế chả phải là con ông cháu cha hả?
Thế nhà mày có cái gì? Tóm lại nhà mày có cái gì? Mày có cái tài cán gì? Thưa thầy, con chả có tài cán gì. Con chỉ có mỗi đôi tay thôi ạ. Thế tao có đôi tay. Có đôi tay. Nhưng thưa thầy, đôi tay cộng với cả trí tuệ, con có thể làm nên tất cả. Đôi tay này nhá, làm một ngày ăn cả đời luôn. Lại bắt đầu tay này mà một ngày ăn cả đời. Cái tay này tay bốc phân chứ. Bốc phân hay làm gì, nhưng tao làm một ngày tao ăn cả đời. Này, thầy có tin không ạ? Ở chỗ này không phải là cái chỗ để cho cậu ăn nói lung tung nhá. Mà đừng có nói phép làm nữa. Một ngày ăn cả đời. Có đúng thế không? Đúng chứ. Nếu con làm đúng như thế thì thầy phải gả con gái cho con nhé. Thôi được. Đã thế thì được rồi. Vâng. Nếu đúng như là mày làm một ngày ăn cả đời nhá. Vâng. Tao sẽ gả con gái cho mày luôn. Nếu cần tao cho mày cả cái gia tài này luôn. Thầy ơi, con chỉ xin con gái của thầy thôi, chứ còn gia tài của thầy con không cần đâu. Bởi vì con làm một ngày con ăn cả đời cơ mà. Còn nếu không nhá, mày mà nói láo nhá, tao đánh cho mày tuôn xác quánh. Quánh chết luôn. Thầy hứa nhá. Thôi, thế bây giờ tạm thời hai cậu cứ đi về nhá. Về thế nào? Thầy thì hứa cả cho con rồi mà. Hứa rồi, thế nhưng mà cậu đã ăn con chốt đâu. Thầy là lươn lẹo lắm. Thôi, về. Đi về xong giải quyết sau. Về là về thế nào? Hai thằng này ngồi xuống. Ôi trời, cái gì đấy? Sao đấy? Hai thằng này ngồi đây chứng kiến nhá. Đôi tay này làm một ngày ăn cả đời. Đó, thế đâu? Nó làm cái gì là ăn cả đời? Chờ đấy. Thầy à, tí nữa cái thằng này nó vào đây nhá, mà nó không làm được một ngày ăn cả đời nhá, con cho nó cả cái liềm này vào mồm nó nhá. Con ghè một phát cái vàng này thì mất đầu luôn. Thầy ơi, vào đây. À đây rồi. Đâu mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà một ngày ăn cả đời hả? Mày mang cái rổ đi đến đây. Đây. Tao làm muối, hả? Làm một ngày ăn cả đời. Con mời thầy bắt đầu ăn muối. Thấy cái gạo vụ này ăn được không? Ngon lắm. Hơi dẻo mà thơm nhỉ? Đấy. Này, cái thằng nô đấy, cày sâu cuốc bẫm phải như thế thì cái gạo nó mới được như vậy. Nói đến thằng nô á, nó đang bảo nó làm hết đợt này rồi nó nghỉ kia kìa. Nghỉ là nghỉ nào? Mà bây giờ nó làm nhà mình mấy năm rồi, mình thấy nó sức dài vai rộng, làm rất là được việc. Bây giờ nó nghỉ là tiếc lắm đấy. Ôi giời, nghỉ thì đi tìm cả tổng cả họ này, không có một thằng nào được như nó. Thế giờ nào? Nó cày hùng hục như trâu cả ngày như vậy, nó nghỉ là chết dở, kiếm đâu ra người. Đấy. Thế chưa lẽ nó lại bảo giờ là nó kiếm đủ tiền rồi nó xin nghỉ. Cấm tuyệt đối trả lương cho nó nhá. Nó cầm đủ mà nó nghỉ một cái là tôi bắt bà ra đồng cày đấy. Đời nào tôi còn phải bắt. Phải cho nó ở nhà này 10 năm nữa. Phải. Sức trai hết đi rồi. Bà nhìn thấy tôi vắt quả chanh thì bà biết đấy. Khi tôi liệm cái vỏ ra còn giọt nước nào không. Dạ, con chào ông bà. Con vừa cho lợn ăn xong rồi. Tốt. Giờ con vào con sơi bát cơm để ra đồng con đi cày ruộng. Dạ. Này, mày vào bếp làm gì? Dạ con ăn cơm ạ. Ăn cơm á? Dạ vâng. Tao nghe cái từ này hơi là lạ. Sáng trưa mở mặt rời ra đã mở mồm rồi là thế nào? Dạ thì con... Lúc nào mình mở mồm ra cũng nói là ăn, hả? Chứ không ăn thì lấy sức đâu ra con cày ạ? Nhưng mà không làm thì lấy cái gì ra mà ăn hả thằng kia? Nhưng mà không ăn thì con đói lắm. Ok. Mày nhìn cái cây leo ông chồng kia kìa. Ông chồng dạ. Trong cái bình thủy tinh ấy, mày thấy không? Dạ. Nó chỉ uống nước lã, hít khí trời.
mà nó vẫn tươi xanh đấy. Yeah. Ông mới nói phải đấy. Yeah. Phải đi làm đã rồi mới ăn. Dạ. Thế thì thôi. Thế con ra đồng con đi cày. Xong trưa về ông bà cho con ăn nhá. Này, nhưng mà ông dặn thế này nhá. Dạ. Ngày xưa ông còn trẻ như mày đấy. Dạ. Thanh niên cũng cường tráng lắm. Dạ. Thế là sáng mình cứ cày 5-7 thửa ruộng xong. Dạ. Thế là buổi trưa mình chỉ cần mót cái rễ khoai sắn là mình ăn tạm ở ngoài đồng. Dạ. Rồi rúi vào cái gốc cây mà ngủ, nó đỡ phải đi về nhà không. Dạ. Rồi chiều về có ăn hay không ăn thì ta hãng tính sau. Ồ, thế ông nói có đúng không bà? Bà là bà thương mày lắm. À, ui. Sao thế hả bà? Sao mà người mày rắn như cái đe thế? Mày nhìn xem, mặt ông mày nhàu như thế kia, già đau già lớn như thế kia, ai đi nói dối mày? Tao bằng này tuổi đầu tao đi nói dối trẻ con à? Yên tâm nhá, con đi làm đi nhá, bà có để cho thiệt bao giờ đâu. Dạ. Thế thì con tin ông bà. Thế con đi cày cho nó sớm à? Dạ. Con đi đi nhá. Về tranh thủ vớ lấy bó củi con nhá. Bà thấy chưa, từ mai trở đi cứ thế mà làm, không trả lương xem bao giờ nó rời được cái nhà này. Con chào ông bà. Nô đã về đấy hả con? Con đi. Con đi làm về. Thế này. Đi dạ, đâu? Dạ con vào trong bếp. Con sới bát cơm chứ con đuối lắm rồi ông ạ. Cơm nước gì nghe ông hỏi đây. Dạ. Thế đã cày hết ruộng chưa? Dạ con cày ruộng xong rồi ông ạ. Hai mẫu đấy. Hai mẫu con đã cày xong rồi. Thế thì thế này nhá. Thế thì ông có nhờ khen con. Dạ. Thôi đi vào ăn cơm đi. Dạ. Nhưng mà thế này. Cái gì nữa ông? Làm cho ông hai cái việc nhỏ nhỏ. Dạ, cho nó ông... đói hẳn rồi con vào con ăn cho nó ngon. Con đói lắm rồi, con xin bát cơm đã. Được, có hai việc nhỏ xíu thôi. Bây giờ thế này. Dạ. Nhìn cái dáng trời thế này là chỉ vài ba bữa nữa là nó mưa rào. Dạ. Mà mưa lâu đấy. Dạ. Nhá. Con ra con trẻ cho ông cái đống củi kia để mai rồi phơi cho nó được nắng. Chứ không củi ướt rồi mình đun nó khói lắm. Nó vào thức ăn nó không ngon con ạ. Cái bó củi mà to bằng cái đống rơm kìa. Đấy, cái đống rơm bé tẹo ấy. Cái đống rơm nó có 4 xào rơm chứ mấy. Ôi ông ơi, con đói lắm rồi ông ạ. Cho con xin một cơm. Thôi được rồi, cứ làm xong cái đấy cho ông. Dạ. Xong rồi vào ăn nhá. Nhưng mà tranh thủ làm xong cái đấy mà lúc mà xuống ao rửa tay đấy. Dạ. Thì con tát luôn cho ông hai cái xào ao. Con bắt cá lên, xong con phân loại cá ra cho ông nhá. Ông ơi, con mệt lắm rồi. Bổ củi xong con lấy sức đâu nữa mà ông, nửa đêm nửa hôm ông bắt con đi tát ao để bắt cá. Cái thằng này rốt. Thế ông hỏi mày nhá, ngày mai là phiên chợ huyện hả? Cái cánh lái cá nó xuống đây thì mai mình mới đi tát á, thì ngày nào nó mới bán được cá hả con? Hả? Mình làm cái gì nó phải có thời có vụ, lúc nào nói đến ăn, lúc nào nói đến ăn thôi. Không ăn thì lấy sức đâu ra mà làm. Thì gì ông phải cho con ăn một tí rồi thế con bây mới giờ, sức ý. Thằng Nô nghe ông hỏi này. Dạ. Bây giờ có muốn no cái bụng không? Có. Lại là lương bảo. Dạ. Con há mồm ra. Ngậm miệng lại. Nhai. Nuốt. No chưa hả? Con vẫn đói ông ạ. Há miệng. Ngậm. Nhai. Há miệng. Ngậm. Nhai. Mày cái thói mày ăn tham tục uống này, nuốt nó từ từ thôi nó nghẹn.
con được miếng nào đâu, con vẫn đói mà. Thì lại há tiếp nào, ngậm vào nhai. Đấy, thế nhá. Đấy là con chỉ bày cách cho vậy thôi. Còn lát nữa con ra đống củ nhá. Gió đê nó thổi về là nó nhiều khí trời lắm. Rồi ở dưới ao khí nó cũng mát nhà. Dạ vâng. Con biết là ông bà thương con thế đâm ra là cho con ăn mấy xào ruộng như thế. Thì biết bao giờ con mới đói được đúng không ạ? Thế con xin phép. Con ngáp à? Con đi ăn mà chết ao đằng này. Ôi no quá, con ngáp vào. Con nuốt, xong con lại ngáp vào. Đúng rồi. Con ngáp vào. Từ từ thôi, không nó ngáp phải ruồi. Nó mà ngáp phải ruồi á rồi chớ ra, mày lại phải ăn lại từ đầu đấy. Bố mày ơi! Ôi giời ơi! Ôi giời, đi vào đây sao thế này? Ôi khổ quá, ngồi xuống đây! Bỏ cái tay ra! Ô, hôm nay nô làm sao đấy? Đi cả ngày về phở phạc. Thế đã ăn uống gì chưa? Tôi đang ăn đi thì! Ăn cái gì? Tôi đang ăn khí trời đây này! Không biết cái gì à? Trời ơi! Ông bà phú ông tốt lắm nha. Cả ngày hôm nay tôi cho lợn ăn, sau đấy là ra đồng cuốc mấy thửa ruộng. Về nhà nhá, ông ấy cho bổ một bó củi to bằng cả cái đống rơm. Xong ông còn nhờ một việc nữa, là đêm nay còn đi tát ao bắt cá, mai còn bán cho thương lái đấy. Thế mà ông bà bảo không cần ăn cơm, không cần ăn ngô, chỉ cần ăn khí trời thôi là no rồi. Thế đâm ra là tôi mới mệt thế này đấy. Nô ơi là nô, phú ông lừa rồi. Làm gì có ai ăn khí trời mà no được ý. Bù nó chả biết gì cả. Ông bà tốt lắm. Ông bà phú ông nha, cho hít thở khí trời hàng mấy thửa ruộng đấy. Mà từ sáng đến giờ hít vào, chả thấy no. Thôi, chỉ thấy đầy bụng thôi. Đi vào đây tôi bảo cái này. Thôi, con mệt lắm rồi. Vào trong đấy xong là thổi cái giọt dầu nó tắt. Xì chết thằng này làm gì còn sức nữa. Bậy nào. Tôi tranh thủ về nhà để thăm bu nó với các con. Chứ ông bà phụ ông tốt lắm. Cho tôi mấy xào khí trời ấy, tôi phải hít cho nó no, hiểu chưa? Này, nghe tôi nói. Ngày mai nhá. Hiểu chưa? Nhưng buồn ngủ lắm. Vục vào đây đã. Ôi giời ơi, khổ thật đấy. Hả? Ông làm gì con đấy? Hả? Mày đã thấy mặt trời lên đến nửa con sao chưa? Tại sao nằm chỏng vó ở đây? Con mày... vừa cho lợn ăn xong mà. Thế cơm nước của ông như thế nào? Ô hay. Thế ông không nhớ hôm qua ông nói gì với con à? Hôm qua ông nói bao nhiêu nhờ như thế làm sao ông nhớ được? Ôi giời ơi. Thế để con nhắc cho ông nhớ nhá. Ông há mồm ra. Hây này. Ê này, ông nuốt, cẩn thận nghẹn. Ông đã thấy no bụng chưa? Tao làm gì có cái hột nào trong bụng mà no hả? Ông lại nhanh quên rồi. Hôm qua ông vừa bảo với con nhá, là chỉ cần hít khí trời vào trong miệng thôi, là tự dưng cái dạ nó sẽ no. Thế mà hôm nay ông quên nhanh thế. Ông ơi, ông bảo con như thế, thế đâm ra sáng nay con không nấu cơm cho ông bà. Mà giờ ông bà có ăn đâu, bát đũa con đập hết, con ném hết xuống ao. Ông kia, mày đập hết bát đũa xuống ao? Con ném rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi ông ơi. Hả, cái gì đây? Ôi trời ơi ông ơi. Từ, bà nói gì từ, bà cứ làm như mất trộm không bằng cái gì? Cái kho thóc nhà mình ấy bị trộm lấy hết rồi. Hả? Hết cả kho? Hết cả kho. Phải báo quan. Nhưng mà mất một vài thúng thì còn bảo trộm lạ. Mất cả kho chắc chắn là phải có nội gián ở bên trong. Thằng Nô, nhà này ngoài mày ra còn ai? Ông ơi! Mày khai thật ra! Trộm nào? Chính con đổ đi mà! Sao? Chính con đổ thóc đi mà!
chính ông bảo với con là chỉ cần hít khí trời là no. Thế hôm qua con dọn kho ấy, con đổ hết thóc gạo xuống ao cho cá ăn, chứ để trên kho chuột bọ vào nó ăn hỏng hết. Trời ơi, thằng này nuôi mày thế, nuôi mày, mày chết này. Trời ơi cái thằng kia hết thóc gạo rồi, thế bây giờ tôi mới bà hít khí trời mà sống à.